Alo, chúng ta tiếp tục bài học. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài số 5, Chuvari Chingurun Manasoyo. Bài này chúng ta viết ngay đây là thì quá khứ. Mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học những phần như sau. Thứ nhất là phần từ vựng, chúng ta sẽ học về từ vựng về số, từ vựng về thứ. Ngữ pháp chúng ta sẽ học về ngày tháng và thứ. Và ngữ pháp E. Phần nói một chúng ta sẽ nói về ngày tháng và thứ, hỏi và trả lời ngày tháng và thứ. Về ngữ pháp 2 chúng ta gọi as ớt, tức là quá khứ đi với động từ thì chúng ta sử dụng như thế nào. Tiếp theo chúng ta có cô, đây là và giữa hai động từ. Tiếp theo phần maragi y, quá khứ hanin cô tập gì, chúng ta đây là hỏi và trả lời về những việc đã làm trong quá khứ. Cô Maragi nghe và nói thì chúng ta phần nghe, chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại ngắn về cái ngày tháng và nghe một cái đoạn hội thoại về một cái kỳ thi, và nói thì chúng ta sẽ nói về một cái kỳ thi nào đó. Về Ilgoshiki, đọc và viết thì chúng ta đọc một cái đoạn nhật ký về cái công việc ngày cuối tuần, và viết thì chúng ta viết cái nhật ký của chúng ta trong một ngày. Qua chê phần thực hành thì là chúng ta tìm hiểu về cái lịch trình trong ngày của bạn bè của mình. Và về môn hoa, về văn văn hóa thì chúng ta học về Myeongjeon, trơn đây là ngày lễ. Phát âm, đây là phần phát âm thì trong phần sutra, tức là phần số, thì cái số 10 ạ thì phát âm như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng phần một của bài học, đó là phần Ohi. Thì sutra lần thứ hai, sutra này chúng ta sẽ học về số đếm Hán Hàn, đó là il, y, sam, sa, o, yuk, chil, pal, ku, ship, từ 1 đến 10. Y đi sam sa o yuk chil pal ku ship. Là thaum sutra rin lgo boseyo. Thì các bạn hãy thử đọc lại cái số này. Chúng ta đọc lại nhé. Il y sam sa o yuk chil pal ku ship. Đấy, từ 1 đến 10 như vậy nhé. Tiếp theo chúng ta nối ngày, nối thứ. Almachin thanơ yuan kiên hà seyo. Các bạn nối những cái từ vựng đúng vào trong bức tranh. Won là thứ hai, Hoa yuin là thứ ba, Su yuin là thứ tư, Mu yuin là thứ năm, Cơm yuin là thứ sáu, Thô yuin là thứ bảy và Y yuin là chủ nhật. Về thứ hai đấy. Thứ chúng ta học số đầu, học chữ đầu Won, Hoa, Su, Mộc, Cơm, Thô, Yuin. Những cái này cộng với yui đằng sau là chúng ta sẽ nhớ được là thứ tự. Và cái những ngày trong tuần đó là từ thứ hai đến hết ngày thứ năm, hết ngày thứ sáu, 2, 3, 4, 5, 6, thì trong ngày này người ta gọi là ngày trong tuần, đó là chu chung. Còn cái hai ngày thứ bảy và chủ nhật thì người ta gọi là chu mal. Đấy là phần từ vựng. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần ngữ pháp số 1, đó là Nan chao yuin, ngày tháng và thứ. Chúng ta xem đây ạ. Won, đó là trong tiếng Hàn viết ngày tháng thì chúng ta người Hàn người ta viết ngược so với người Việt Nam. Người ta viết là tháng trước so với ngày sau. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ đọc là O won kuil. Oneuri miechiniyeo. Oneul là hôm nay, oneuri là hôm nay. Miechin là ngày mấy. Miechiniyeo là ngày mấy. Thì O won kuil là thực tế dịch tiếng Việt là ngày 9 tháng 5, nhưng chúng ta đọc tiếng Hàn đó là O won kuil. Về tháng chúng ta lưu ý tháng 1 là il won, tháng 2 tương tự, tháng 3 sam won, tháng 4 sa won, tháng 5 o won, tháng 6 số 6 là yuk, nhưng tháng 6 là yu won, người ta đánh chữ đậm này. Tháng 7 Chinwon,
tháng 8 Palon, tháng 9 Kwon, tháng 10 Siwon chứ không phải Sipwon, nhưng tháng 11 Sipilwon, tháng 12 Sipiwon. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Chú ý tháng 6 và tháng 10 không phải Sip và Yu đâu nhé, mà là Yu và Si. Đây ví dụ Onuri Vichideo Juol Juol Yukin Deo Juol Yukin, tháng 6, ngày mùng 6 tháng 6. Siomi Eunjaeyo, kỳ thi khi nào? 8월 23일이에요. 8월 là tháng 8, 23일이에요 là tháng 8 ngày 23, 23. Các bạn nhìn xuống đây ạ. Đây là lịch của tháng 5. Il là chủ nhật, Wol, Hoa, Su, Mộc, Cầm, Thô. Đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7. 오늘이 무슨 요일이에요? 오늘이 금요일이에요. 금요일, 금요일. Đây có cơm vô in nè. Thì only 무슨 요일이에요? 토요일이에요. 토요일 ở đây. Only 목요일이에요? Hôm nay là thứ năm phải không? 아니요, 수요일이에요. Không, hôm nay là thứ tư. Đó. Và đây luyện tập 친구와 얘기해 보세요. 생일이 생일이 며칠이에요? Sinh nhật của bạn là ngày nào? 생일이 언제예요? Sinh nhật của bạn là khi nào? Hai câu hỏi này có thể đều một câu trả lời, đó là 3월 23일이에요. 3월 23일이에요. 며칠, 며칠 ở đây là mấy ngày. Cũng có thể dịch là ngày mấy. 시험 là cuộc kỳ thi, 언제 là khi nào, 무슨 là cái gì. Musun này đi vào thể loại nhé. Sengil là sinh nhật. Đây các bạn có thể lấy ví dụ đây. Hai câu hỏi này chúng ta đều là hỏi về ngày sinh nhật. Số 2 là ngữ pháp E. E này đứng sau một là giới từ đứng sau danh từ chỉ thời gian. Có nghĩa là lúc. Toyoine mua hèo vào ngày 10, vào ngày thứ bảy. Vào ngày thứ bảy bạn làm gì? 친구하고 영화를 봐요. Tôi sẽ xem phim cùng bạn. Đây ạ. 크리스마스에 친구하고 파티를 해요. Và cái dịp Giáng sinh. 크리스마스. Vào dịp Giáng sinh, tôi cùng bạn làm bữa tiệc. 원유일에 뭐예요? Thứ hai bạn làm gì? 원유일에 영화를 배워요. 원유일에 영화를 배워요. Đây là ví dụ. Thứ hai tôi xem phim. 그림을 보고 부유와 같이 얘기해 보세요. Bạn làm như nhìn vào bức tranh và làm ví dụ. 목요일 뭐예요? Đây các bạn hỏi theo bức tranh này 목요일. Và hành động đó là 목요일에는 목요일에는 태권도를 배워요. Ở vào ngày thứ năm thì tôi đi tập taekwondo. Ví dụ tình huống thứ một, 화요일에 뭐해요? 금요일에 뭐해요? 주말에 뭐해요? Và 생일에 뭐해요? 크리스마스에 뭐해요? Các bạn, đây ở dưới này chúng ta có mấy từ vựng, đó là 하고, Christmas và party. Christmas và party là mượn tiếng Anh. Và các bạn có thể hỏi người ta vào một thời gian bất kỳ. 말하기 일. Ở đây chúng ta sẽ xem phần này. 말하기 일, đây là phần nói một. 민수 5월 9일에 시간 있어요? Ngày mùng 9 tháng 5 bạn có thời gian không? 9월이 9일이 무슨 일이에요? 9일이 무슨 요일이에요? Ngày mùng 9 là ngày là thứ mấy? Đây là ngày thứ mấy? Là thứ mấy đấy. Và đây là có thời gian không? Vào thời điểm này bạn có thời gian không? Vâng, ngày mùng 9 là thứ mấy nhỉ? 금요일이에요 là thứ 6. 금요일에 파티가 있어요. À, 미안해요. Là thứ 6. Và thứ 6
Vào thứ sáu thì có một bữa tiệc. À, xin lỗi. Miya này, xin lỗi. Kumye nên yakusoku isseyo. Vào thứ sáu thì tôi lại có hẹn rồi. Yakusoku là cuộc hẹn. Có cuộc hẹn. Chinkuhago kachi yongwarun payo. Yakusoku đấy. Yakusoku là cuộc hẹn. Kachi. Kachi. Kachi là cùng với. Chinkuhago kachi cùng với bạn. Chinkuhago kachi cùng với bạn. Đây tình huống số 1. Và chúng ta sẽ nghe tình huống số 1 này. Và tình huống số 2 là ngày 20 tháng 6 bạn có thời gian không? Và ngày 20 tháng 6 là ngày 20 là thứ mấy nhỉ? Là thứ hai. Lần hôm nay tình huống số 2 chúng ta là thứ hai. Và bạn ấy thứ hai cũng có tiệc. Thì nhưng mà bạn ấy xin lỗi vì thứ hai bạn ấy có hẹn rồi. Bạn hẹn cùng với bạn đi đâu ạ? Đi shopping. Mua sắm ạ. Tiếp theo tình huống số 3, ngày 11 ngày 17 tháng 1. Ngày 17 tháng 11. Hôm đó lại là thứ bảy. Và bạn này cũng có hẹn là hẹn với bạn là cùng đi đến Tosuquan là thư viện. Vào ngày 13 tháng 10 thì hôm đó là thứ ba, Hoa Yuin. Và bạn này cũng có hẹn là đi Myeongsin cùng với bạn. Myeongsin là tiệm làm đẹp, cắt tóc gội đầu. Đó, và chúng ta sẽ nghe phần bài này.5월 9일에 시간이 있어요? 9일이 무슨 요일이에요? 금요일이에요. 금요일에 파티가 있어요. 아, 미안해요. 금요일에는 약속이 있어요. 친구하고 같이 영화를 봐요. Chúng ta nghe lại một lần nữa. 5월 9일에 시간이 있어요? 9일이 무슨 요일이에요? 금요일이에요. 금요일에 파티가 있어요. 아, 미안해요. 금요일에는 약속이 있어요. 친구하고 같이 영화를 봐요. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai. Đầu tiên chúng ta đã đóng vai người số 2 trước đó là Akira. Chúng ta sẽ đóng vai là Akira nhé. 5월 9일에 시간이 있어요? 금요일이에요. 금요일에 파티가 있어요. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của bạn Minsu. "9일이 무슨 요일이에요?" "아, 미안해요. 금요일에는 약속이 있어요. 친구하고 같이 영화를 봐요." Và các bạn xem tình huống số 2 trong phần luyện tập này. Đây, ngày 20 tháng 6. Ngày 20 là thứ mấy nhỉ? Là thứ hai. Thứ hai lại cùng đi shopping cùng bạn rồi. Đến tình huống số 3, ngày 17 tháng 11. Ngày 17 là thứ bảy. Và thứ bảy lại cùng với bạn đi Tosuquan. Và ngày 13 tháng 10, ngày 13 là thứ ba. Và ngày 13 cũng hẹn với bạn đi Biông xin rồi. Và chúng ta sẽ nghe lại phần từ vựng. Số 1 đọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
구, 십, Và chúng ta đọc theo thứ, đây là thứ hai. 월요일, thứ ba. 화요일, thứ tư. 수요일, thứ năm. 목요일, thứ sáu. 금요일, thứ bảy. 토요일, chủ nhật. 일요일, và cuối tuần. 주말. Chúng ta quay lại phần bài học. Tiếp theo là chúng ta có phần 2, đó là Hàn chuy schedule. 주세요. 그리고 우리가 같이 얘기해 보세요. 네. Viết cái kế hoạch tuần của bạn. 한 주, một tuần, a schedule. Kế hoạch một tuần của bạn. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là gì? Ví dụ như là 월요일에 시간 있어요? 월요일에 뭐 해요? 아. 아니요, 없어요. 회사에 일해요. Thì các bạn ghi vào 원유인 là 회사에 일해요. Ở đây. Và bên dưới này chúng ta có một số từ vựng, đó là 시간, là thời gian. 미안하다, đây là xin lỗi. 약속 là cuộc hẹn. 같이 là cùng nhau. Vấn đề, chúng ta kết thúc phần số 1. Phần số 1 chúng ta cần nắm được đó là từ vựng. Và nói ở đây là tình huống là hỏi và trả lời về vấn đề hẹn nhau về khoảng thời gian nào, có hẹn nhau hay không. Cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của bài học, đó là phần ngữ pháp quá khứ. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu là động từ đi với at earth. Chúng ta nhìn thấy cái giấy dán ở góc dưới này, thì nếu mà có hata thì chúng ta sẽ thành hetsuyo, và nếu có nguyên âm a hoặc o thì chúng ta sẽ cộng với atsuyo, còn nếu mà nguyên âm ngoài hata, ngoài a o ra, chúng ta tất cả cộng với osuyo, cũng tương tự như là chia đôi o bình thường thôi. Các bạn xem ví dụ oche mo hetsuyo koismore katsuyo koismore. Đây là một siêu thị lớn ở Hàn Quốc. Thì chúng ta thấy bạn này là hôm qua bạn này bạn đã đi đến Koismol. Các bạn xem một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm. 어제 뭐 했어요? 친구는 많았어요. Thì lúc trước thì chúng ta này ví dụ thì hiện tại chúng ta sẽ hỏi là 뭐 해요? Và trả lời sẽ là 친구는 많아요. Đây là ở quá khứ là 어제 뭐 했어요? 친구는 많았어요. 공원에서 운동했어요. Những cái hành động xảy ra trong quá khứ là chúng ta sẽ dùng là 했어요. 어제 피자를 먹었어요. Hôm qua tôi đã ăn pizza. Thì những cái hành động quá khứ là như thế nào? Là những hành động đã xảy ra rồi. Tất cả những hành động đã xảy ra rồi thì chúng ta đều gọi là quá khứ. Tức là trong tiếng Việt chúng ta là đã hoặc là nó đã xảy ra rồi. Và luyện tập trong phần này đó là 어제 뭐 했어요? Thì đây tình huống là tô số quan đã đọc sách đúng không ạ? Tô số quan ấy 갔어요. Tô số quan này sau 책을 읽었어요. X là 어요. Thì chúng ta sẽ đọc là 읽었어요. Đây là 인사동. Và ở 인사동 làm gì ạ? Uống trà này. Đã uống trà này. Ở 고이스몰 đã mua sắm này. Ở 강남역 đã gặp bạn bè này. Nam. Đấy, chúng ta làm câu tương tự như này. Hôm qua bạn đi đâu? Hôm qua bạn làm gì? Thì hôm qua tôi đã đi đến Insatong. Ở Insatong tôi đã uống trà. Thì hôm qua bạn đã làm gì? Tôi đã đi đến Koismol. Ở đó bạn làm gì? Ở đây tôi mua sắm. Hôm qua bạn đã làm gì? Hôm qua tôi đi đến Gangnam-yeok.
thì Gangnam đây là cái ga Gangnam. Và ở đó bạn làm gì? Gangnam 역에서, Gangnam 역에서 친구를 만났어요. Ok. Phần thứ hai, phần này rất là quan trọng. Cô, động từ đi với cô. Đây là và. Đứng trước cô là động từ, chứ không phải là danh từ. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa cô và ha cô. Những động từ kết thúc là ha tà, đi với cô, thì chúng ta đừng nhầm là ha cô nối giữa hai danh từ. Cái đấy chúng ta lưu ý. Ví dụ như là 숙제를 하고 테레비전 테레비전은 봐요. Chúng ta có run này, chúng ta cũng có lúc chúng ta sẽ không dùng đến, cũng có lúc bỏ qua. 숙제하고 테레비전 봐요. 밥을 먹고 차를 마셔요. Đây là nối giữa hai câu bình thường. Động từ chỉ cần bỏ chữ ta đi là được. Động tính từ chỉ cần bỏ chữ ta đi là được, không cần phải chia gì cả. Mua bon cho heo. Pokiwa kachi yaki hebo seo. Thế cái này, yong hoa rin pota hay là papun mokta. Đây bạn này, yong hoa rin poko papun. Yong hoa rin poko pam mokoyo. Đây, yong hoa rin poko pam mokoyo. Anio pam moko yong hoa rin payo. Cái này chúng ta sẽ lưu ý sắp xếp. Xúc chia rất hà ta, thế nêu chân bồ ta. Thì chúng ta nối hai hành động này, chúng ta dùng cô, chúng ta chỉ việc bỏ chữ ta. Bỏ chữ ta đi. Đặt cái nào lên trước cũng được. Theo đúng cái trình tự về thời gian. Cô xê su hà gô, y rừng tạc áo. Y rừng hà gô, y rừng tạc cô, xê su hè ô. Cũng được, không sao cả. Đây, phần cô là nối giữa hai hành động này với nhau. Và chúng ta nên học hành động nhiều. Học thật nhiều cái hành động. Dựa vào bài từ bài số 3, bài số 4, bài số 5 trở đi. Đây là phần số 1. Và cái Katu là cái thẻ. Sonmun là quà tặng. Sesuata là rửa mặt. Đây, Sesuata đấy ạ. Yurentakta là đánh răng đây ạ. Rất dễ hiểu. Và chúng ta sang phần Maragi I. Nói hai. Ở đây là cuộc nói chuyện giữa Chunlen và Mariko. Chumare mua hết sớm. Để chúng ta nhớ là ở đây chu màn, tình huống số 1 là chu màn. Thì người ta hỏi chu màn ấy mua hết sớm. Mariko nói rằng Koi Samore Katsuyo. Chunlen Koi là cái mà tôi vừa ban nãy giới thiệu. Katsuyo đã đi đến nơi đó, một siêu thị lớn của Hàn Quốc. Chunlen Koki에서 mua hết sớm. Bạn làm gì ở đó? Mariko, 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. Cùng bạn đi mua đi xem phim và mua sắm. 출량 씨는 뭐 했어요? Bạn 출량 thì đã làm gì? 저는 집에서 쉬었어요. Tôi đã nghỉ ở nhà. Đây, 고이스몬, đi đến 고이스몬. Làm gì ở 고이스몬? 영화 보고 쇼핑했어요. Tiếp theo tình huống số 2 là 금요일 là thứ 6 đúng không ạ? Thứ sáu bạn này đi đâu ạ? Insatong. Vậy đi Insatong làm gì? Là bạn làm gì ở ở chỗ đó? Thì Kukyeongha-go, Kukyeongha-ta là ngắm cảnh, Charun Masita là uống trà. Tiếp theo là Sengil là sinh nhật. Thì đi đến đâu ạ? Gangnam-yeok. Gangnam-yeok và Babul Mokta là ăn cơm và Norebang-e Kara đi hát karaoke. Và Eje là hôm qua. Đi đâu ạ? Công vườn. Sanchakata và Sachinanchikta đi dạo và chụp ảnh ở công viên. Đấy là việc làm ngày hôm qua. Chúng ta sẽ vào phần nói của phần này. Nói 2. Chúng ta sẽ nghe đoạn này. Cuối tuần, tình huống số 1. 주말에 뭐 했어요? 코익스몰에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. 줄리앙 씨는 뭐 했어요? 저는 집에서 쉬었어요. 좀더 nghe lại một lần nữa. 주말에 뭐 했어요? 코익스몰에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. 줄리앙 씨는 뭐 했어요? 저는 집에서 쉬었어요.
Chúng ta sẽ đóng vai từng người một. Đầu tiên chúng ta đóng vai Mariko trước. 주말에 뭐 했어요? 거기에서 뭐 했어요? 저는 집에서 쉬었어요. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Chun Leng, người nói trước nhé. Bắt đầu. 코엑스몰에 갔어요. 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. 줄리앙 씨는 뭐 했어요? 그럼 chúng ta sẽ xem đoạn số 2, tình huống số 2 người ta sẽ thay vào như thế nào. Kim Yoin đi đến Isatong và Kugeng하고 잘은 맞섰어요. Có đúng không ạ? Tình huống số 3, Sang In vào sinh nhật đi đến Gangnam-yeok. Và ở đó chúng ta làm gì? 밥을 먹고 노래방에 갔어요. Và hôm qua, In không uống và làm gì? Đi dạo và chụp ảnh. Và chúng ta trở về tình huống số 1 và chúng ta nghe một lần. 주말에 뭐 했어요? 코엑스몰에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. 줄리앙 씨는 뭐 했어요? 저는 집에서 쉬었어요. 이제 phần nói số 2. Các bạn quay lại bài học. Tình huống luyện tập số 2 đó là 친구와 얘기해 보세요. Đây chúng ta có thể hỏi về vấn đề thời gian. 주말에 어디에 갔어요? Cuối tuần bạn đã đi đâu? 도서관에 갔어요. Tôi đã đi đến thư viện. 누구하고 갔어요? Bạn đi cùng ai? 친구하고 같이 갔어요. Hoặc là 혼자 갔어요. 혼자 một mình. Còn 친구하고 같이 là cùng với bạn. 거기에서 뭐 했어요? Bạn làm gì ở đó? 숙제를 하고 책을 읽었어요. Đọc làm bài tập và đọc sách. Đấy, tình huống ở đây chê là như vậy. Thế còn 주말 tương tự các bạn trả lời hỏi và trả lời như vậy. Ơn chê là thật đây là khi nào. 어디에 갔어요 là bạn đã đi đâu. 누구하고 갔어요 bạn đã đi cùng ai. 거기에서 뭐 했어요 ở đó bạn đã làm gì? Thì chúng ta sẽ hỏi nhau về vấn đề như thế này. 주말 là cuối tuần. Bạn hỏi cuối tuần này, đã đi đâu này, cùng ai này, ở đó làm gì này, hôm qua này, và một thời gian bất kỳ các bạn nhé. Cho xuống dưới này nữa cũng được. Cơ kỳ là ở đó, Sanchez là đi dạo, Sachin Chita là chụp ảnh, Nuku là ai, Honcha là một mình. Chúng ta sẽ sang phần Tutko Maragi, phần nghe và nói. Phần nghe, chúng ta chuẩn bị. 그림은 보고 이야기해 보세요. Chúng ta sẽ xem bức hình này. 언제, tức là khi nào. Khi nào sinh nhật này, khi nào đến Hàn Quốc này, khi nào trở về, khi nào đi Nhật Bản này. 잔 듣고 날짜를 표시하세요. Các bạn nghe cho kỹ và các bạn đánh dấu ngày, tháng. 날짜. Ngày, tháng thì các bạn nhớ là tháng trước, ngày sau. Đây là 6월 trong ngày bao nhiêu. Đây là tháng mấy, ngày bao nhiêu chúng ta sẽ tìm. Đây ví dụ 6월 8일. Chúng ta sẽ nghe nhé. Đấy, bài này chúng ta nghe trước. Check 5-6. 잘 듣고 날짜를 표시하세요. 1. 오늘이 며칠이에요? 6월 8일이에요. 네, 6월 8일이에요. 랑의 몽. 2. 오늘이 며칠이에요? 9월 5일이에요. 9월 5일. 3. 생일이 며칠이에요?
sinh nhật bao nhiêu? 7월 16일이에요. 7월 16일. 4. 나나 씨, 생일이 언제예요? 10월 23일이에요. 10월 23일이에요. 5. 아키라 씨, 언제 일본에 가요? 2월 27일에 가요. 2월 27일 가요. 6. 줄리앙 씨, 27. 언제 한국에 왔어요? 12월 31일에 왔어요. chúng ta sẽ sang phần số 2. 여러분은 주말에 뭐 했어요? Các bạn làm gì vào cuối tuần? Bạn này bạn đi mua sắm này, uống cà phê gặp bạn này, hoặc là dọn vệ sinh nhà này. Thì ở tình huống này, chúng ta chán thức cô mà nên gửi dân cô rêu. Các bạn hãy nghe cho kỹ và các bạn chọn cái đáp án đúng. Mariko thì cuối tuần làm gì này? Chọn cái đúng này. Đó. Chúng ta nghe trước. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 지연 씨, 주말에 뭐 했어요? 집에 있었어요. 마리코 씨는 뭐 했어요? 친구 집에 갔어요. 친구하고 한국어를 공부했어요. 시험이 있어요? 네, 수요일에 시험이 있어요. 시험이 끝나고 뭐 해요? 친구하고 같이 일본에 가요. 아, 네. 한국에 언제 와요? 30일에 와요. 아, các bạn chọn được tình huống chưa? 제가 nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 지연 씨, 주말에 뭐 했어요? 집에 있었어요. 마리코 씨는 뭐 했어요? 친구 집에 갔어요. 친구하고 한국어를 공부했어요. 시험이 있어요? 네, 수요일에 시험이 있어요. 시험이 끝나고 뭐 해요? 친구하고 같이 일본에 가요. 아, 네. 한국에 언제 와요? 30일에 와요. 네, tình huống số 2 học ở nhà bạn đây. 오케이. Và Mariko thì ngày 30 sẽ về Hàn Quốc. Tiếp theo phần nói thì chúng ta sẽ có nói với bạn bè của mình. 무슨 시험 있어요? Có cái kỳ thi nào không? Thứ hai, 언제 시험 있어요? Hoặc là cái kỳ thi đó thì có vào khi nào? 시험이 끝나고 뭐해요? Sau khi kỳ thi kết thúc thì các bạn sẽ làm gì? Thì đây tình huống ở đây ạ, kỳ thi topic 한국어 능력 시험. Kỳ thi đánh giá về khả năng lực tiếng Hàn. Và 운전 면허 시험, đây là thi lái xe. Đây là thi ở trên lớp học. 끝나다, đây là kết thúc. 끝나다, các bạn chú ý nhé. 끝나다. Thì các bạn đi hỏi bạn số 1, bạn số 2, bạn số 3. Và bạn sẽ trả lời và bạn sẽ tương tự bạn sẽ hỏi lại mình. Để chúng ta cùng nói với nhau. Tiếp theo chúng ta sang phần 읽어주기. Thì ở đây 읽고 chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị là chuẩn bị. 여러분은 일요일에 뭐 해요? Chuẩn bị là tư tưởng là chủ nhật bạn sẽ làm gì? Đây là Steven의 일기를 읽고 질문을 답하세요. Các bạn đọc cái bảng nhật ký của cái bạn Steven để chúng ta trả lời câu hỏi bên dưới. Đây là ngày thứ bảy, 10 tháng 11. Hôm nay là thứ bảy. Không đi học. 그래서 강남 역에서 Akira 씨하고 유인이 많아. Và vì vậy nên đã gặp Akira và Miyuki ở ga Gangnam. Miyuki là bạn gái của Akira. Hôm qua đã đến Hàn Quốc.
Chúng tôi đã ăn cơm, đã ăn món Hàn Quốc ở nhà ăn cơm và đi và đã đi đến Bách Khoa Trương. Ngày mai Akira ngày mai là sinh nhật của Akira. Vì vậy, tôi đã mua mũ ở cửa hàng hóa. Cái mũ này là cái quà tặng sinh nhật của Akira cho Akira. Chúng tôi ngày mai sẽ làm sinh nhật tại nhà của Akira. Thì chúng ta xem cái phần bài tập này thì chúng ta sẽ chọn này. Steven O'Neill OTA Casio Motocrosio. Hôm nay bạn này bạn đã đi đâu? Nhất là đi đâu ạ? Có đi đến ngân hàng không ạ? Hay đi đến Gangnam ạ? Gangnam, ga Gangnam ạ? Có không đi đến trường học và có đi nhà nhà hàng không ạ? Có đi nhà hàng, có đi ngân hàng không? Không ạ. Thì chỉ trừ số 1 và số 3 Bao khi khi nào đến Hàn Quốc? Các bạn nhớ là hôm nay là ngày mùng 10 thì bạn đến ngày hôm qua tức ngày mùng 9. Đi số 1. Akira sen in vujin. Hôm nay là thứ bảy và ở đây ạ. Ngày mai là sinh nhật của Akira. Và ngày mai là thứ mấy ạ? Chào chủ nhật đúng không ạ? Và chọn chúng ta chọn chủ nhật ở đây ạ. Số 3. Xong phần viết thì chúng ta viết tương tự về một cái Yorubunto Ilkirin sâu theo. Bạn ấy viết nhật ký vào một ngày bất kỳ của bạn. Vào đây. Còn thực hành thì chúng ta thực hành hãy tìm hiểu về cái lịch trình của bạn của mình, lịch trình thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu là bạn ấy làm gì và chúng ta hỏi và chúng ta trả lời. Về văn hóa thì Hàn Quốc nước qua âm nhạc Israel. Ở Hàn Quốc thì có lịch dương và lịch âm. Yorubunarai âm nhạc Israel. Ở đất nước các bạn có lịch âm hay không? Thì ở Việt Nam mình cũng có cả lịch âm tương tự như Hàn Quốc thôi ạ. Đây, ví dụ ngày 23, ngày 1 tháng 1 âm lịch thì là ngày Sơn Đan, đây là ngày Tết âm lịch. Âm biết in in qua đi đi đấy Sơn Đan thì cái ngày 1 Tết thì ở Hàn Quốc ấy thì Sơn Đan này nên Seiberul Hago Dokgun Dokgun một người tức ngày ở ngày Tết ấy thì người ta làm lễ chúc Tết, làm chúc Tết và người ta chúc Tết và ăn canh bánh tốt, canh bánh gạo ấy. Vào ngày 15 tháng 8 âm lịch thì Hàn Quốc gọi là Chuseok hoặc là Hankawi, cái này cũng là một ngày lễ lớn. Thì cái này Chuseok nó là trung thu. Chuseok ấy nên Chareul Jineogo Songpyeonan Mogoyo. Vào ngày rằm trung thu thì làm lễ và ăn bánh Songpyeon, bánh gạo. Thì ở Việt Nam cũng là ngày có ngày Tết trung thu. Và cái chia sẻ đó là Yorubun Narae Myeongjeon i Eonje, Myeongjeon eun Eonje eyo. Những ngày lễ của các bạn là vào khi nào? Myeongjeon e Muosun haeyo? Vào ngày lễ thì các bạn làm cái gì? Thì chúng ta cũng chia sẻ. Và bài này chúng ta có phần phát âm đó là luyến âm. 들어보세요. 12 14 tức là khi mà quy tắc đây đó là khi mà số đếm 숫자는 있는데 다음 발음은 주의하세요. Tức là chú ý cái phát âm đó là ở đằng sau. Chữ bờ gặp chữ cờ hoặc chữ sờ thì cờ và chữ sờ đằng sau sẽ thành âm căng. Ví dụ như là cái này 12 14 14
16. Các bạn chú ý nhé. Đây ạ. 13. 19. 19. Đây là khi mà phát chim bò và đằng sau là o tròn đấy ạ. Yuk thì là mờ mồm. Mờ ưu phá râm tuổi cô. 16. 16. Ưu phá râm tuổi mì ra. Tức là bò thì gặp đằng sau đó là thành đằng sau là n. 16. 16. 26. Hãy phần này các bạn sẽ tập luyện tập thêm. Phần đánh giá thì chúng ta kiểm tra thêm phần từ vựng. Và đến đây chúng ta kết thúc bài 5. Và chúng ta xem lại nội dung bài 5 chúng ta cần học. Đó là những cái nội dung ngay từ phần đầu. Đây phần bài 5. Và mục tiêu bài học này chúng ta đó là học sutra, số đếm Hán Hàn về thứ, rồi thứ và ngày tháng. Rồi ngữ pháp này lúc, tức là đằng sau cái thời gian thì chúng ta cho là lúc. Và nói một thì chúng ta hỏi và trả lời về thứ và ngày tháng. Về phần 2 chúng ta học về quá khứ và động từ cô, đây là và nối giữa hai hành động. Phần nói 2 chúng ta hỏi và trả lời về công việc đã làm trong quá khứ. Nghe và nói thì chúng ta nghe một đoạn hội thoại ngắn về ngày tháng, nghe đoạn hội thoại về kỳ thi và nói về một kỳ thi bất kỳ. Và phần đọc và viết thì chúng ta đây đọc cái nhật ký về cái lịch trình cuối tuần của bạn Steven, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta hãy viết nhật ký trong một ngày bất kỳ. Chúng ta thực hành là tìm hiểu cái lịch trình của bạn bè của mình. Về phần văn hóa chúng ta tìm hiểu về một số ngày lễ như là ngày Tết và ngày rằm tháng 8 của Hàn Quốc, cũng tương tự như Việt Nam. Đến đây chúng ta kết thúc bài.